Hiện tại YouTube đang bị lỗi đề xuất video mới, cho nên một số bạn sẽ không nhận được thông báo video mới từ channel của mình. Để khắc phục lỗi này, các bạn vui lòng kích vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được video sớm nhất và nhanh nhất từ channel của mình nhé. Ngoài ra các bạn nhớ click like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft thử thách Lucky Block. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với cái thử thách gọi là đập tất cả những cái Lucky Block ở trong này. Thì ở trong này mình có là tổng cộng là 46 YouTuber gọi là nổi tiếng ở nước ngoài. Và mỗi YouTuber thì mình đập 16 Lucky Block thì nhân lên là 736 Lucky Block. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là kết thúc cái Lucky Block YouTuber nha các bạn. Tại vì mình muốn là chúng ta sẽ đập những cái Lucky Block khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Tại vì những cái Lucky Block YouTuber này rất là nhiều, không thể nào mà chục tập mình có thể đập hết được. Cho nên bây giờ mình quyết định là trong vòng một tập mình sẽ đập hết những cái Lucky Block này. Và để chúng ta có thể chuyển sang những cái Lucky Block khác, thì bây giờ mình sẽ quyết định là đập 736 Lucky Block này. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái tập này nha. Và hy vọng là các bạn sẽ like và chia sẻ video giúp mình nha. Hy vọng là đạt được 1500 like nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở YouTuber Mr. Craner. YouTuber này thì mình đã đập rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đập lại. Và mình sẽ đi qua bên phía bên này. Thì ở đây á, mình đập á, là mình đập 16 hộp. Thì có ra hay không á, thì chúng ta cũng sẽ không đập thêm nữa nha các bạn. Tại vì ví dụ như là nếu như có Lucky Block nào đó nó không xuất hiện ấy, thì chúng ta cũng sẽ không đập thêm nhé. Tại vì có rất là nhiều Lucky Block ở đây, cho nên chúng ta cũng không thể nào mà đáp ứng được. Wow, đáp ứng được hết đầy đủ tất cả những cái Lucky Block. Cho nên hy vọng là các bạn sẽ không có chê trách cái vụ mà mình không đập. Wow, chúng ta có hai cái nút vàng. Không biết khi nào thì mình mới được nút vàng đây. Chắc là không bao giờ được. Wow, play. Oh yeah. Né mấy con play ra các bạn ơi. No. Ok, mình đã lượm lại đồ và không biết thì cái set đồ chống nổ của mình nó bị gì rồi các bạn. Cho nên mình quyết định là mình sẽ đổi một set gọi là gì? Hero. Cùi cùi bắp bắp này nè. Set hero này thì nó cũng khá là cùi bắp thôi. Nhưng mà mình muốn là bây giờ chúng ta đổi cái set hero này chúng ta mặc vào đi, cho nó gọi là nó an toàn để còn đập Lucky Block nữa các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đậy đằng này lại. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập những cái Lucky Block. Tiếp, con ngựa nó theo. Ớn thiệt chứ. Nó cứ xuất hiện mấy con ấy là mình chết ngay. Mình không thể nào kháng cự lại được tụi nó. Tụi nó khá là mạnh luôn. Thì không biết là mình đập hết cái đống này nó tốn bao nhiêu phút của các bạn nữa. Không biết là mình có cần phải tách ra làm hai video hay không. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là đập nhanh nhất có thể. Không câu giờ. Đấy, nhanh nhất có thể nha các bạn. Wow, mấy cái này chắc mình không lụp đâu. Thôi, cứ nhặt đi. Nhặt đi rồi vứt. Chứ để đó hồi tí mình chạy qua mình cũng nhặt à. Không mà mình nghĩ mấy cái này mình không nên vứt đâu. Mình nên để dành mấy cái đồ bê tông các thứ này, sau này có thể là sử dụng làm máy farm phủng các thứ kiểu. Wow. Nữa. Đệt hoài á, thấy tôi đâu có, tôi nói là tôi có giữ lại thôi chứ tôi đâu có cần nhiều lắm đâu. Hình như là mình có cổng. Wow, mình như mình có cái này là cái cổng DN này các bạn. Nếu như có thể thì cái xin nào đó chúng ta sẽ đi giết con ngựa đó rồng. Wow, no, chặn lại. No. Chắc là vậy rồi, để hết một YouTuber tới là Scuba. Oh yeah,
Nguyên đống luôn, nguyên đống tên luôn. Được, nguyên đống tên là mình thấy được. Wow. Yeah. Cái giày của Cuba. Wow. Thiệt tình. Nữa đừng đừng ơi, tôi đâu có thích mà kiểu ấy đâu, đừng cho tôi ấy nữa, đừng cho tôi đá đỏ các thứ nữa. Đa số là nó giống nhau các bạn thấy không? Nãy giờ mình đập lúc kêu block nó khá là giống nhau. Mấy cái phần thưởng nó cũng giống nhau cho nên mình nghĩ là nên kết thúc sớm mấy cái lucky block YouTuber này là nó sẽ đẹp trai hơn rất là nhiều. Cố gắng đập, mình đang cố gắng đập cho nó hết. Gì ghê. Mà quăng là chúng nó quăng hụt rồi. Quăng chúng là tụi nó sẽ phát nổ hay sao đó. Phát lửa chứ. Mình đang cố gắng là đập cho nó xong luôn nè. Ok, về ngủ cả rồi quay đập tiếp các bạn ơi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với YouTuber Master Monkey. Oh yeah. What the heck. Nhưng mà Master Monkey thì không thể nào mà. Thấy không? Mình ở trong đó có cái gì trọng ghê. Ê, trong đó có con quái thì vậy. Wow. Khá là thông minh đấy, nhưng mà cái kiếm mình rất là mạnh rồi. Kiếm rất là bé, 29 đam. Mỗi con chỉ một hit thôi. One hit, one kill. Wow. Ở đâu đây? Ở đâu nữa đây? Wow. Ở trong này đóng lucky lắm luôn. Thôi no. Mình chưa cần thiết lắm phải đập cái đống đó cho nên mình vứt đi từ từ tạm thời, tí nữa chúng ta sẽ đập. Chà, mấy con này fail kinh nghiệm khá là phê các bạn. Ui, quýnh tí lên đóng lever. Wow, mấy cái tài nguyên khoáng sản này nên lấy sớm đi. Yeah, ok rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Mắt the monkey là thấy sức nữa à. Wow, có cái gì lúc nhúc ở trong kìa. Thôi. Wow, mấy con này trâu vậy. Đúng là mod của YouTuber có khác. Trâu vậy. Oh yeah. Fortune 4 Enrikin. Ơ đúng rồi, Fortune 4, Enrikin 4. Ngon. Wow. Lại khỉ nữa. Ai đâu có thích khỉ đâu. Nữa lại mấy cái giày là cái gì đây ta? What the heck, rớt xuống đống, lụm vô được 4 cục. Wow. Điên hả mày? Chém một đập cá là mày lên dĩa liền, mày điên à. Điên à. Ồ, mình full rương mất tiêu các bạn ơi, mình sẽ về cất đồ phát. Khỏi. Khỏi gì à. Mình sẽ cất vô đây luôn. Cất mấy cái thứ lặt vặt ơi. Nút vàng cái gì, 3 nút. Ngoài đời một nút chưa có nữa. Đòi 3 nút. 3 nút đâu ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với Listo Kelly. Đập như là các bạn có coi WWE không? Đập như là SmackDown luôn vậy. Wow. Ok. Wow. Cái kiếm gì đây? Ơ, thằng này giỡn à. Tiếp tục nào. Wow, cái kiếm gỗ hả? Flame, ủa? Flame là cuối cùng mà. Wow, ma. No. Chết mình à. Hên quá. Núp kịp. Oh yeah. Mày cũng ma này. Ma này. Ra đây.
Mẹ nè, tụi mày ỷ đông, tụi mày ăn hiếp tao à? Đợt. Sợ vãi nồi. Wow. Tốc độ bàn thờ à. Đợt mình chạy với tốc độ bàn con ngựa thờ luôn các bạn ơi. Tốc độ vận tốc bàn thờ à. Vì sao đập lúc kia lóc lại? No. No, chạy. Rất là lợi. Chạy chạy chạy. Từ đợi mình hồi máu phát. Ok, chúng ta sẽ lại quay trở lại với Lucky Lock. Mình đợi, mình còn có 7 giây nè, mình sẽ. Wow. Mình sẽ đợi nó hết cái này. Ơi hết rồi, hết rồi. Mừng quá các bạn ơi. Yeah. Lại mẹ. Chết. Wow. No. Chạy thôi. Gì. Mấy con nó chạy không lại mình đâu. Gì. Au. Thấy chưa? Sao mà gặp mấy con mẹ mạnh dữ ta? Chết tôi rồi. Giờ sao đây? Đập bất kỳ block mà gặp mấy cái này không chết tôi rồi. Để mình đi qua bên kia đập tiếp. Không sợ. Không có gì phải sợ các bạn à. Để mình đi. Tới nữa chắc là mình sẽ đem qua kia mình giết mấy con bò mà đợt trước mình đập ra để lấy táo vàng ấy. Chứ mấy cái thịt bò này nó rồi luôn. Rồi, ra đây. Chain liver. Wow. Liên liver. One hit one kill. Wow, cái gì vậy? Này là gì vậy? Wow. YouTuber micro. Tuyệt vời. Wow, cái gì đây? YouTuber cái búa à? No. Nó nổ kinh dị không bạn? Nổ không cho mình chạy luôn à. Hên quá, có một cục à. Nó nổ mà nó không nó không cho người chơi. Oh yeah. Rất nhiều lắm. Cuối cùng được cái gì? Một quả táo vàng. Cái búa này 9 đam luôn các bạn. Cái YouTuber Hammer mình thử coi, đi gõ mấy con cù ấy coi. Wow. Đồ bền, 1000 đồ bền. Ok, chúng ta lại đến với YouTuber Baby Angel. Wow, hai cục hổng ra rồi. Baby Angel. Nút bạc. He he. Đúng là này nút này mới đúng nữa hả? Cái nút này mới đúng là cái nút mà mình yêu thích nè. Mình thấy hình như là mấy cái YouTube, mấy cái Lucky Block này nó đa số là nó giống nhau các bạn ơi. Đa số là những cái option trong đó nó giống nhau cho nên chúng ta kết thúc Lucky Block YouTuber là đúng rồi đó. Chúng ta sẽ chuyển những cái loại Lucky Block khác nó hay hơn, nó thú vị hơn. Nó tại chúng ta cái sự gọi là mới mẻ. Mấy cái này nó giống nhau quá, chơi gì? Sao đánh rớt mấy con này, cầm rìu à? Cầm rìu không? Wow. Rồi, ok, tiếp tục. Mình nghĩ là cái tập này sẽ dài đây. Wow, sướng. Mình nghĩ là mình nên chia ra nhiều phần. Tầm 3 phần, cái này phải 3 phần. Thôi kệ nó, cho nó đây. Nó không phá nhà của mình là được. Đừng quá khắt khe với nó. Không có gì à. Rồi luôn, nổ đi anh ơi. Còn 7 cục mình ráng đập luôn mà. Bỏ đi, baby angel. Oh yeah. Mình
còn 7 cục mình ráng mình đập cho nó hết luôn, cho nên rồi về ngủ hết hồn, tưởng đâu rớt xuống cái hầm chứ. Chín cái beacon đại ngựa da rồi luôn. Wow. Ok, nó không đánh mình thì thôi, đi về ngủ thôi bạn ơi. Và mình đã đi qua đây để chúng ta săn những con bò này, lấy táo vàng các bạn ơi. À đúng rồi, có thể là thôi không cần đâu, mình sẽ giết hết để lấy táo vàng luôn, lấy táo vàng để mở Lucky Lock các bạn. Chứ cái thịt bò này nó hồi máu rất là chậm, cho nên mình chỉ cần phải có táo vàng để chúng ta hồi máu cho nó nhanh đó mà, nó tăng tốc độ hồi máu lên. Ok, chúng ta sẽ chúng ta sẽ đến với Lucky Block của Fermo. Thì các bạn wow, có sao thì mình đọc vậy thôi. Hy vọng là bạn đừng bắt bẻ cái trình độ tiếng Anh ốc mức của mình. Wow, đậm cục được cục gì đây? Thì lại nút kim cương à. Thì wow no. Gì chơi cục xúc vậy? Lại cái mít nữa. Cái kiếm gì đây? Snow. Thì mình sẽ cố gắng đập nhanh nhất, tại vì mỗi YouTuber 16 cục thì nó cũng khá là lâu ấy. Nữa à. Trời ơi này làm xấu vậy? Wow, không sao, nhưng mà mình đang rất là cần thạch anh. Ok, trong thời gian rảnh thì mình sẽ dọn dẹp cái đống đó vậy. Thiệt tình, nó làm xấu hết cái căn nhà của mình. What the heck, áo. Wow, chỉ thiếu cái dòng Erekin thôi. Tí nữa khi nào mình lại cái áo nữa. Mình mà có gọi là sách ngồi thì mình sẽ ép cái dòng Erekin cho cái áo. Ngon quá. Bây giờ sẽ tới với lại Saki. Wow, 10 block kim cương. Thật là tuyệt vời. Nổ mất của mình mấy cái beacon rồi. Nữa chưa gì, mới từ trong nhà chạy ra trời lại tối. Thiệt rồi, không muốn mình đập Lucky Block hay sao? Có cục này thì đập luôn. Wow. Mình mới đập có 9 YouTuber thôi, đúng không? Đây chưa được 9 YouTuber nữa mà nó đã kinh khủng như thế này rồi. Các bạn. Các bạn hiểu cái mức độ mà cái tầm mà gọi là cái tầm mà kinh khủng là nó nằm ở tầm nào rồi đó, mà khi mình đập hết tất cả những cái YouTuber ở đây. Hình như hồi nãy mấy con zombie bị dịch chuyển qua cái DN. Hên vãi. Đợt nãy giờ chết hoài luôn các bạn à. Hồi nãy cái con gát kia nó kinh khủng thiệt chứ. Này thỏ bình thường, không có gì. Wow, Man Golem. Hên quá, gặp Man Golem. Man Golem đánh giùm em đi. Đúng rồi, quẹt nó đi. Wow, nó mạnh gì? Nó quấn hai cái Golem chết à? No, Golem của tôi, no. Đủ, mạnh vãi thôi. Đợt, mấy con mini boss này nó mạnh gì? No, nó chém hai cái Golem chết đó bạn ơi. Thì chơi bời gì bây giờ? Golem ở đâu gì? Ở đâu mà kêu đùng gì? Kẹt cây à? Tục ơi. Nữa à, nhưng mà không sao, hơn là mình đập cái Lucky Lock nào đó mình có được cái kiếm này. Mình rất là thích cái kiếm này, mặc dù nó hư nhưng mà chúng ta có thể sửa được. Và nó gọi là có nhiều 1500 đồ bờ thôi, bình thường thôi. Kết thúc Lucky Lock nè.
No, trong lúc nó đang lag, trong lúc tụi nó đang lag. Oh yeah, hình quá. Chạy đó. Yes. Trong lúc tụi nó đang bị lag các bạn à, không rồi tụi nó đang dí mình, nó đập cho chết rồi. Nó đập cho chết luôn. Hình như nãy đập hình gì lộn cúp, cái cúp đập chậm vãi nồi. Lộn cái cúp các bạn. Ok, mình đã chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là YouTuber Teeny Turtle. Teeny Turtle hay là Tuto Turtle. Mình nghĩ vậy. What the heck của Big Rock. Wow, chết chết tôi. Dead. Khổ quá mà. Nó nổ mà nó không cho mình gọi là chạy luôn các bạn à. Wow, hạt giống gì vậy? Đồ hát. Giống gì đây? Hạt giống gì có lửa à? Nữa. Cung, cung thì được. Nữa. Thằng này thích ra bedrock mày. Nữa. Bedrock không luôn á. Đừng giỡn ăn. Ti mình quất cái hạt giống đi. Giống để làm gì đâu. Quất cái này luôn đi. Kiếm kiếm ngàn đam đúng không? Rồi luôn á, chạy chạy. Cuối cùng vẫn chạy kịp bạn ơi. Ồ, cái đầu ếch, cái đầu ếch. Wow, hết rồi hả? Giờ đây, Listo Robo. Listo. No, no. Lại nữa, TNT hoài. Thiệt luôn á. No, 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 no. Wow, mình cũng khá là trâu chứ, set đồ này cũng giúp mình rất là trâu nữa bạn. Giết hết, đóng nó luôn rồi. Tụi mày tưởng tụi mày ăn hiếp tao được à. Ôi, né luôn rồi. Thôi, thè giùm đi mấy anh gì đây, nhộng con nhộng à. No. Ồ, đôi giày. Wow, có đồ ăn là thấy vui rồi. Nhiều đồ lặt vặt quá ta. Đợt. Lại bay. Có gì đâu. Wow. Ê, hên quá, tưởng đâu mình rớt xuống. Ồ. Ok. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hết video này. Thì video này là phần 1 trong cái series nhỏ tách biệt khỏi cái series thử thách Lucky Block. Đó chính là đập 736 thử thách đập 736 Lucky Block YouTuber nổi tiếng thế giới. Thì đây là phần 1. Và cứ mỗi một phần á thì mình sẽ đập 9 YouTuber đi. Vậy chúng ta sẽ có tầm 5 phần. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho 5 phần nhỏ này ở trong cái series thử thách Lucky Block nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video tới giây phút này. Và các bạn đừng quên để lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Còn đây nhớ click đăng ký theo dõi channel của mình cũng như là kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.